I know, yeah. Anh đâu nhỉ? Mà thấy thằng anh nó có chở anh chở em bao giờ đâu? Không, chỉ nó để chồng anh, nó gần đến hai giờ mới về, còn kêu không bơ bơ à? Không chào đi, đang với giá gì rồi? Lâu rồi, lâu đấy mà. Bên kia có ăn gì đây?